dầm á, khi mình chạy á thì chú ý cái dầm mà mình muốn tính á, là mình chọn dầm ha. Thì nếu mà chọn mình đối xứng như này, mình chọn hết nha, chọn nửa này, chọn nửa thôi, anh sẽ chạy sai cho anh chị để nói. Thì anh sẽ chọn hết cái này nha. Tính đối xứng thôi, chạy ngược thôi, được như vậy. Rồi, anh chị cũng chọn đơn vị nha. Mình chú ý này, anh chị hay bị sai lắm, chọn đơn vị này. Kiloton này, chọn lực này, mét này. Rồi, nhấn cầm chữ T. Hoặc là vào display này, sau table này. Rồi, mình sẽ vào đây, mình xuất cái thứ nhất vào cái phần frame assignment này. Mình chọn giúp này. Rồi, vào cái element output. Frame output này. Mình chọn cái BIM thôi. Tính toán cho dầm á, mình sẽ clear, không lấy trường hợp tải. Clear luôn. Combo mình sẽ Combo mình sẽ lấy combo nào? Đối dầm thì mình sẽ lấy combo bao đúng không? Lấy một cái ls là được rồi. Rồi mình tích cho select only nha, để nó chọn cho cái dầm mình vừa chọn thôi. Rồi. Sau đó mình file export hai cái bảng này ra Excel. Rồi xong. Giờ nhiệm vụ của mình á, khi mình đưa vô cái file bảng tính dòng này á, thì cái số cột số hàng á, nó phải khớp với nhau được không? Thì mình copy cái phần dữ liệu này, mình qua đây mình đối chiếu thì story bim á khay á, thì thường thường mình cái unit name này không dùng này, bỏ đi. Rồi lắp khay này mình cũng không dùng, nó sẽ bỏ ba cột này rồi bỏ những cái cột dưới này. Xong chưa? Rồi, khi mình copy dữ liệu này á, khác với phần cột, phần dòng mình chỉ copy khúc này đưa xuống thôi. Rồi, sau đó mình qua này, mình bấm back này, sẽ tự back vô. Còn cái dữ liệu này á, thì mình cũng copy, cái số dòng, số cột nó phải khớp. Nhưng quan trọng người ta chỉ quan trọng ba cái hàng đầu tiên với cái hàng cuối cùng này thôi, còn dựa này cái gì cũng quan tâm. Cũng được hết, nghe hiểu không? Cái dựa này chỉ để trống nó cũng không sao hết, quan trọng cột này và ba cột này thôi. Thì mình qua cái bút này, qua phần ảnh bắt lưu đây, thì đây mình thấy nó có mấy hàng, mấy dòng, 8 hàng, mà ở đây nó có mấy hàng, 6 hàng này. Thì nguyên tắc mình phải insert thêm hai hàng nữa, thì anh chị cứ lấy hai hàng cuối insert cho, rồi copy hai này bỏ vô là vậy đó. Ok anh chị, nó thành 8 hàng rồi, lấy copy những dữ liệu này xuống. Rồi mình vô qua bên cái file này, mình bấm bắt. Sau khi bắt xong á, thì ở đây mình sẽ sắp xếp lại số tự. Mình xóa cái này đi. Sắp xếp tự thì mình luôn luôn muốn là thường thường á, mình sẽ sắp xếp sao tự là sinh thượng 1, 2, 3. Giờ mình cho cái này là sinh thượng là 1 này, B6 này là 1, 2, 3. Đó. Còn cái bàn B61 này là nó có mình đó, mình cho nó 1 đi. Rồi, mình bấm sắp xếp. Thì lúc đó nó chạy ra, nó sẽ sắp xếp theo thứ tự cho mình. Rồi mình bấm qua bên cái phần lọc số liệu, mình bấm lọc số liệu. Sau khi nó lọc số liệu xong á, thì cái phần này này nó mình phải làm thủ công, mình kéo xuống. Này kéo tới hàng này thôi, còn cái phần dưới này mình bỏ đi, phần không không này bỏ đi. Mình chọn cái khúc này, mình nhấn Ctrl Shift, bấm dấu dấu cộng xuống là nó xóa này. Chọn cái dòng này đúng không? Bấm Ctrl Shift, bấm dấu xuống. Đấy nha. Rồi. Sau đó mình qua phần thích khúc dòng, mình chọn vật liệu. B mình là dòng B25, CB400V. Chọn hệ số điều kiện làm việc. Đó, nếu mà tính an toàn lấy 09. F1 và bấm run. Nó sẽ tự chạy cho mình và sắp xếp này. Ok vậy thì nó sắp xếp ở đây là B61 sân thượng B7 B8 đó. Bây giờ mình muốn cái này là B6 nhưng mà mình thích, mình muốn đặt tên là theo thứ tự, theo thứ tự lại, thì mình làm sao? Thì mình có qua là lại đây nha, qua là cái dữ liệu này, mình copy dữ liệu này xong qua bút bác sắp xếp này, mình xóa đi, mình làm lại. Ví dụ như thế này, mà cái dòng B61 này là mình đặt cái dòng này là dòng
CD ví dụ vậy, cho nó thầy cô muốn đặt theo cái tên dòng thôi, đặt giờ CD là dòng nhớ cái khoa nhé. Đó. Còn dòng B6 này là của nhịp máy AB, AB BC dòng AB dòng BC đó. Dòng CD ví dụ vậy. Rồi thứ tự thì cái dòng này là một, còn ba cái dòng này mình cho nó thứ tự theo trái từ trái qua phải để mình chọn thép cho dễ, hiểu không? Thì mình chọn cái dòng này là một, dòng tiếp theo là gì, số 2, dòng tiếp theo là số 3, xong bấm sắp xếp để nó sắp xếp lại. Rồi qua bên cái thép dọc này nè, mình có hai lựa chọn, một là lấy tên của etap, hai là lấy tên khác, tự động nó sẽ lấy tên khác nó bỏ vô. Nó ra dòng CD máy, dòng CD AB sàn bình thường, nghe hiểu không? Đó. Và sau đó mình sẽ đi chọn thép dầm. Thì ở đây chọn thép dầm ở cái cột đầu tiên này là chọn thép chạy suốt. Thì nguyên tắc hàm lượng thép chạy suốt phải lớn hơn 0,1%. Và thép chạy suốt phải lớn hơn 50% tiêu chuẩn mới. Hồi xưa tiêu chuẩn cũ là mình có thể cắt hai lần, cắt lần thứ nhất lên 4, cắt lần thứ hai lên 3. Nhưng bây giờ tiêu chuẩn mới cho phép cắt không quá 50%. Ok vậy. Tức là cái thép chạy suốt phải lớn hơn 50%. Vậy thì mình phải nhìn vô đây mình coi được cái ví dụ cái thép ở đây là 32 này. Thì số thép chạy suốt ở đây nó phải lớn hơn 50%. Ok vậy. Và nếu có thiết kế động không thiết kế động đất thì khoảng cách giữa hai thép dọc không được vượt quá 400, còn có thiết kế động đất thì nó không vượt quá 200. Thì ở đây ví dụ như anh chọn 3 phi 16 chạy suốt thì mình sẽ chọn, nguyên tắc mình sẽ chọn 3 phi 16 chạy suốt, thì mình bấm run lại cái để cho nó lấy cái trên nó kéo xuống, hoặc là mình tự copy vô được. Ok vậy trả lại anh chứ, tự copy tay được, hay là anh chị bố trí 3 phi 20 gì đó tùy. Rồi bên này anh chị bấm vô cộng, ví dụ 3 phi 14 chạy suốt thì nó thiếu đúng không, thế nó cộng copy thêm này, cần C cần V, mình tự tự làm một công. Thì ở đây mình gia cường thêm là ví dụ như 2 phi 16 nữa là thành 5 phi, nghe hiểu không? Rồi cái này đủ rồi thôi, cái hệ số tài mà lớn 1 là đủ, còn cái này nhỏ hơn 1 là chưa đủ, chưa đủ thì bắt buộc phải thêm gì, thêm khác vô. Rồi cái này là 3 phi 16 nó đủ rồi thôi, nghe hiểu không? Nhưng mà anh chị chọn cái này là không nên, mình phải chọn là bằng cách là anh chị phải chạy tự động cho etap mình dạy rồi này, và không ra hiểu hay khi bạn mới được, rồi sau đó mới vô đây làm thuyết minh, hiểu chưa? Tức là mình phải thiết kế tự động trước, làm thuyết minh sau, vạ ra rồi mới làm thuyết minh được, nghe hiểu không? Chứ chỉ chọn vô đây chỉ chọn đại là sau này vạ ra là không đúng đâu, nghe hiểu không? Trong quá trình vạ mình phải chọn sao để cho dễ vạ dễ thi công. À, thì cái sắp ra này là thuyết minh, cái này không 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 là vì sao? Vì cái này mình chưa, mình phải copy cái này xuống này. Không, cái này nó không có hiệu, không hiểu lập lại như vậy. Cái dòng mặt đất thì hình dòng A mấy đó. Hình như dòng này là dòng A 7A. Thì theo theo cái tab được, khỏi cần theo các, ok vậy. Được không? Rồi, vậy nhà tự làm.